Người đàn ông này quá tệ, dạy trẻ hấp thụ sai vòng linh hồn. Anh Kiến, đi thôi, chúng ta đến chỗ đại sư đi. Tiểu Tam, anh tự đi đi. Hôm nay tôi còn có chút việc. Được rồi. Vậy tôi đi đây. Tiểu Tam hẳn là đi xa rồi. Vậy thì tôi cũng nên đi. Chú ơi, đừng xem nữa. Đi ra đi, làm sao con trai cô tìm thấy tôi? Chú ơi, chú lấy áo choàng ở đâu vậy? Cho tôi cả một cái. Đối với việc tìm thấy bạn, tôi là người đàn ông có thể khiến tâm hồn bạn rung động. Ha 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 ha. Thằng nhóc của bạn vẫn còn lạc điệu như vậy. Nếu như ngươi thật sự là con trai của ta thì tốt rồi. Nói đi, gọi tôi ra có chuyện gì vậy? Nếu tôi có thể có một người cha với danh hiệu đấu la, tôi sẽ ăn uống lẫn lộn mỗi ngày. Sao có thể luyện tập mỗi ngày như Tiểu Tam? Đúng rồi, sách hay. Bạn có phát hiện ra sự bất thường của cô bé năm đó không? Cô bé đó là một bức tranh 100.000 hồn thú. Cái gì? Cô gái tên là Tiểu Ngũ kia lại là một loại 100.000 hồn thú. Nhưng tôi cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn trên người Tiểu Tam. Một chỗ tương tự như loại khí tức của Tiểu Ngũ. Còn có ta phát hiện Tiểu Tam linh hồn lực so với người bình thường còn mạnh hơn. Con trai của bạn thực sự có thể làm tôi ngạc nhiên ở khắp mọi nơi. Xem ra có một số chuyện không thể không nói với bạn. Cho dù mẹ của Tiểu Tam cũng là một con 100.000 hồn thú màu xanh viêm vàng kiểu tóc. Đen cố của bạn thật tệ. Ngay cả có người cũng không bỏ qua. Tiểu tiện, lại đây. Chú Hao dạy con một chiêu. Đen cố không phải là chú hậu. Tôi sẽ không nói dối nữa. Đừng đánh nữa. Tôi biết là sai rồi. Vừa rồi đó là dạy bạn dùng tay rút bút người dùng hồn nhớ thoải mái. Được rồi, đừng khóc nữa. Ta sẽ đưa người đi lấy đệ nhất hồn. Con kịch lão đăng, tâm nhãn của người cũng quá nhỏ phải không? Không phải tôi chỉ nói sự thật sao? Thủ thuật mà con trai bạn vừa dùng với bạn có phải vẫn chưa nhìn rõ không? Có muốn tôi diễn lại không? Xin nhắc lại, không, chú Hao, vừa rồi tôi chỉ thấy chú buồn quá. Làm sống động bầu không khí. Đi thôi, chúng ta đi lấy vòng linh hồn đi. Cái đèn cũ này tâm nhãn cũng quá nhỏ. Chờ đã, sớm muộn gì cũng trả lại hết số tiền lớn hôm nay. Thằng nhóc này còn đang nghĩ gì nữa? Đi rồi hay là bạn muốn làm quen lại với đống lửa thịt vừa rồi? Không cần nữa. Đi thôi. Bác ơi, chờ một chút. Có chuyện gì vậy? Tiểu Tam hình như đang hấp thụ hồn hoàn bên dưới. Nhưng hình như là vòng linh hồn vô dụng. Chú Pháo, chú còn biết rõ về cỏ xanh bạc như vậy. Nhưng người ta nói, cháy rừng không bao giờ hết. Gió xuân lại thổi. Bạn xem cái gọi là đại sư đang để cho Tiểu Tam hấp thụ cái gì? Vòng linh hồn của một con rắn, cỏ tự quấn và độc tố của rắn Mandala. Tiểu Tam cái kia kỳ quẻ ám khí không so với cái kia rắn độc còn độc hơn. Tiểu Tam cái hồn hoàn thứ nhất coi như là bị cái gọi là đại sư kia hủy bỏ. Vậy ngươi cảm thấy Tiểu Tam nên hấp thụ loại hồn hoàn nào? Theo ý kiến của tôi, Tiểu Tam màu xanh bạc thảo hẳn là thừa hưởng màu xanh bạc vàng của mẹ hắn. Cho nên phải hấp thu hồn nhẫn của hệ thống chữa bệnh. Như vậy chờ Tiểu Tam tu luyện đến giai đoạn sau, liệu pháp phục hồi mùa xuân. Một bài hát mạnh mẽ vô cùng hào thiên búa. Trên đời này ngoại trừ võ hồn biến thái như ta, còn ai có thể chống lại sản lượng của Tiểu Tam? Chàng trai của bạn nhìn thấu đáo. Chủ yếu là bạn cũng biết tình hình hiện tại của chú bạn. Không thể chỉ xuất hiện. Đến lúc đó tôi sẽ nói chuyện riêng với Tiểu Tam. Hồn hoàn sau khi lựa chọn sẽ nghe theo sự sắp xếp của bạn. Và cái gọi là bậc thầy đó, tôi đã sử dụng anh ta để giúp các bạn tìm một nơi thích hợp để học. Đối với lý thuyết của anh ấy, đều là sao chép từ điển tịch của võ hồn điện kia. Chú Hào, chú không nói vậy, con cũng sẽ chăm sóc tốt cho tình nhân. Nhưng Tiểu Tam hình như rất tín nhiệm vị đại sư kia. Đại sư bên kia đến lúc đó tôi sẽ giải. Đi thôi, chúng ta đi lấy vòng linh hồn. Phía trước thanh kiếm nhỏ có hai hồn thú, một cái là ngàn năm, một cái là vạn năm. Với sức mạnh thể chất và tinh thần hiện tại của bạn, hấp thụ hồn hoàn ngàn năm không có vấn đề gì. Nhưng chiếc nhẫn linh hồn của dòng vạn năm này có rủi ro. Bạn tự chọn đi. Ta chọn hồn thú vạn năm đó. Sự trả thù của cha mẹ tôi vẫn chưa được báo cáo. Làm sao có thể cam tâm hấp thụ cái này chỉ là ngàn năm hồn hoàn. Cậu bé ngoan có tham vọng. Chú Hao sẽ gọi cho chú ngay. Tiểu tiện xem kỹ rồi. Đây là Hao Tiên Hammer. Sức mạnh hủy diệt vô cùng độc đoán. Tiểu kiếm lần cuối giao cho ngươi rồi. Nhanh lên bổ giao đi. Búa lần búa nổ một đòn. Tiểu tuần này còn chưa hấp thụ đệ nhất hồn hoàn thì đã có thể phát huy ra 1% thực lực của ta rồi. Tốt. Ngày sau tuyệt đối là một đại chủ lực của võ hồn điện báo thù của ta. Ha 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 ha. Chú ơi, chú đang cười cái gì vậy? Chẳng lẽ là nghĩ đến chuyện cỏ, con trai ngươi lại muốn bị đánh sao? Con không nhanh hấp thụ hồn hoàn, nếu không hấp thụ sẽ biến mất.
Đến lúc đó ngươi sẽ tự đi đánh hồn thú. Tôi không quan tâm nữa, bây giờ hãy nghe tôi. Trước tiên hãy dùng mì ống để kéo chiếc nhẫn linh hồn lên đầu bạn. Sau đó thiên định bắt đầu hấp thụ năng lượng của vòng linh hồn. Vạn năm hồn hoàn phải chịu đựng hồn thú chấn động. Kiên trì quá khứ là được rồi. Đây chính là sức mạnh của hồn hoàn sao? Tôi biết cậu có thể làm được mà. Hồn kỹ ngươi thu được là cái gì? Nói xem, hồn kỹ thứ nhất của ta là sao chép hồn kỹ của người khác. Dựa vào hồn lực của mình để quyết định sao chép kỹ năng nào. Hồn lực cậu ta ngay cả hồn tích thứ 9 của phong hiệu đấu la cũng có thể sao chép. Bàn phím của tôi cũng có được những kỹ năng mới. Bạn có thể biến chiếc nhẫn thành bất kỳ màu nào. Cường độ võ hồn của ngươi thật là chưa từng có, chưa từng thấy. Với sức mạnh hiện tại của ngươi, chắc là nhiều nhất sao chép một hồn kỹ thứ tư của hồn tông đi. Hợp tác với sừng võ hồn của bạn để gây bất ngờ. Một vị hồn tông hẳn là không thành vấn đề. Bạn có thể che giấu chiếc nhẫn của bạn. Vậy thì biến chiếc nhẫn linh hồn đầu tiên của bạn thành màu vàng đi. Bỏ cái nhẫn đi, chúng ta về rồi. Nhìn xem cái này sư đồ có bao nhiêu thế thảm. Bị người khác đánh thành đầu heo còn phải bị người qua đường cười nháo. Chỉ dựa vào mấy tên lính tồn các người cũng muốn đánh với ta. Cô gái đó vẫn ngoan ngoãn làm thỏ cưng của tôi đi. Nếu không phải các người bánh xe chiến đấu, tiểu mũ thì chúng ta đã sớm đánh gục tất cả các người. Các người dám sỉ nhục em lại giết ta. Nữa. Tiểu Tam, có chuyện gì vậy? Trẻ em đánh nhau nhiều nhất là mấy ngày không ra khỏi giường là được rồi. Làm thế nào để giết? Biết rồi, chắc chắn là sư phụ đó dạy xấu tiểu Tam. Đến lúc đó bảo chú Hạo giáo dục tốt cho đại sư đó, tôi sẽ chờ xem. Mời một võ hồn Lam Ngân Thảo cấp 11 không chế hệ hồn sự ha 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 ha. Một cái phế vật võ hồn cho dù có thể tu luyện thì có thể như thế nào? Có thể đánh bại tôi không? Tiêu thần vũ võ hồn làng cấp 11 kịch chiến đấu hồn sư đệ nhất hồn tích màu xanh bạc quấn quanh làm sao có thể? Một cái rác rưởi màu xanh bạc thảo làm sao có thể quấn lấy ta? Quả nhiên, chiếc nhẫn hồn thứ nhất của tiểu Tam vẫn bị đại sư kia hủy bỏ. Bất cứ ai xúc phạm em gái tôi đều đáng bị đánh. Tiểu Tam không cần. Tại sao anh lại ngăn cản tôi? Yun đến Kun, cậu không sao chứ? Tôi ổn, anh đưa người đi. Sau này đừng làm ác nữa. Bạn phải biết rằng ngoài người có người, ngoài trời có trời. Nhà thờ công giáo. Tôi tên là Tiêu Thần Du An Cung, nếu rảnh có thể đến hỗ trợ bác sĩ. Các người cũng về ký túc xá đi. Anh ơi, em nghĩ không sao đâu, anh về đi. Nói đi, tại sao vừa rồi lại ngăn cản tôi? Tiêu Thần Vũ, sao em lại biến thành như vậy? Có phải bị cái gọi là đại sư kia mê hoặc không? Trẻ con đánh nhau là chuyện bình thường. Ngươi vì chuyện nhỏ này mà có tâm giết người. Cậu có biết nó sẽ gây ra cho chúng ta bao nhiêu rắc rối không? Tiểu tiện, tôi đã nói với bạn là đừng xúc phạm giáo viên của tôi. Còn như vậy nữa, ta chỉ có thể dạy cho ngươi một bài học. Ha 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 ha. Ngươi lại muốn vì một tên đạo đức giả giả mạo mà muốn đánh ta nhiều năm như vậy, lại không thể so sánh với một người chỉ coi ngươi làm vật thí nghiệm. Tiểu tiện, ngươi sỉ nhục giáo viên của ta như vậy, ngươi lại giết chết, biết được hỗn hợp đầu tiên màu xanh bạc quấn quanh. Ngươi trúng độc sâu như vậy, vậy thì để tôi đánh thức anh. Không thể nào, hồn tích đầu tiên của ta màu xanh bạc quấn quanh, bình thường cường công tạ đại hồn sư đều không nhất định phá vỡ. Một cái hồn sư sao có thể phá vỡ? Cỏ bạc xanh của bạn thích hợp để đi theo con đường chữa bệnh phụ trợ thay vì cái gọi là kiểm soát của bậc thầy đó. Chất độc nhỏ bé của cỏ xanh bạc của ngươi còn không bằng mấy cái ám khí của ngươi. Quả nhiên chú Hồ không nói dối tôi. Dùng tay hút người còn sướng hơn dùng võ hồn hút người. Tiểu Tam, sau này đừng tùy tiện tin lời người khác đi, về ký túc xá bôi thuốc đi. Anh Kiến, em biết rồi. Nhận cái thiên tài như vậy, song sinh võ hồn đệ tử tương lai không muốn nổi tiếng cũng khó anh. Sau này phóng hiệu đấu la còn không được kính trọng tôi. Ngọc Tiểu Cương, ngươi đi ra cho ta là ai? Mai là ai? Tại sao lại đến Nothing City? Tôi chỉ là một người nhỏ bé, đến đây chỉ vì con của mình. Nếu chỉ vì con của mình, cậu nên đi tìm giáo viên ở đây, chứ không phải tìm tôi. Ta tìm chính là ngươi và Tiểu Cương. Bạn tin tôi gặp chuyện lớn làm gì? Nếu ông muốn con trai ông dạy tôi, không phải bẩm sinh đầy hồn lực ta cũng không nhận. Tốt một cái không có đầy đủ hồn lực không nhận. Chính ngươi nói không có phế vật võ hồn, chỉ có phế vật hồn sư xen ra, chỉ là ngươi tự tin cho mình cái cớ mà thôi. Ngươi nói cái gì phải ba phát ra cho ta lấy mông sụp đổ. Có vẻ như con chó cưng của bạn vẫn chưa thức dậy. Mi, anh là John Queen. Xem ra kiến thức của bạn không quá ngắn. Khen ngợi dưới mặt.
Hạ chỉ là có chút kiến thức mà thôi, không biết Hạ Menma tìm tôi có việc gì. Vân đây rảnh rỗi không có việc gì muốn tìm người thảo luận. Người dùng hết sức mạnh, ta sẽ dùng một tay. Nên mà biết nói đùa. Ta một cái cấp 29 đại hỗn thế làm sao rút với ngươi đây? Vậy tôi sẽ cho bạn hai lựa chọn. Thứ nhất, tôi dùng một tay. Thứ hai, tôi dùng búa. Tất nhiên bạn cũng có thể ngâm. Chỉ là sau khi đuổi kịp, ít nhất anh phải nằm trên giường nửa đời người. Sức mạnh được miễn ngày hôm sau vẫn không giảm năm đó. Sau này hồn hoàn của tiểu tam liền để cho hắn tự cảm thấy chọn cái gì. Đây là lệnh của giáo hoàng. Lấy xong rồi, chỉ cần miễn cho nhà thờ thôi. Làm thế nào mà đứa trẻ như đầu lợn này lại mặc quần áo giống như ba đứa nhỏ? Xem ra chiếc váy này còn rất chính thống không? Giáo viên, đầu của bạn bị vô sao tình vậy? Bị ngã. Tiểu tam sau này đối với lựa chọn hồn hoàn, người cũng phải có thêm cái nhìn sâu sắc của bản thân. Vì vậy, sau này lựa chọn vòng linh hồn do giáo viên đề nghị chỉ để tham khảo hay là lấy bạn làm chủ. Nhìn xem chỗ nào có hai cái đầu heo. Cẩn thận đấy. Về việc là hai hồn thú 10 vạn năm hoa tâm. Đi thôi.